Rồi, xin chào các bạn. Năm nay Thanksgiving gia đình thì con cái thì đông nhưng mà mỗi đứa nó ở một tiểu bang. Ở lại cái tiểu bang này chỉ còn đứa gái lớn với đứa cháu với hai vợ chồng thôi. Thành ra mình cũng làm cái Thanksgiving dinner nhỏ nhỏ, có con gà Tây đây. Thấy không? Con gà Tây này khoảng chừng 20 pounds. Bà xã dậy từ 6 giờ sáng cho vô cái oven tới giờ cũng chưa trưa rồi. Thành ra bây giờ cả gia đình bắt đầu ăn cái con turkey này. Giờ Trang nó đang cắt cho tôi cái đùi. Tôi thích ăn cái đùi hơn là cái chỗ khác, tại cái đùi nó cái thịt nó phơm. Rồi ngoài thức gì thì có corn, rồi topping here, rồi potato salad, rồi đây là cái đùi tôi nè. Cái đùi của, không phải cái đùi của tôi mà đùi của con turkey. Wow, bà xã làm turkey ngon lắm á. Mấy đứa bạn nó mà ăn đứa nào cũng khen hết. Rồi bây giờ tới tới cắt cái mình đây nè cho Ethan. He like white meat. You like cái đùi chứ? Yeah, he like me. He like a drumstick. What? And drum. Bà ngoại thì like wing and neck. Cái cánh, cái cổ. Bên mình nói là nhất phao câu, nhì cổ cánh. Con này không biết có phao câu không đây. Đây nè, trời ơi, cái phao câu nó sâu nhỏ dữ này nè. Trang thích ăn phao câu rồi với bia kìa, đó cái hai cái đó là đi đôi với nhau đó, đó cái cổ nữa kìa. Wow. Vậy là hết sảy rồi. Cắt cái drum cho Ethan. Nè, giờ tới cho con. Thấy đã chưa? Đó. Xong giờ cái turkey stuffing đó thì cái này nó cũng làm từ cái gì em, bánh mì khô rồi mấy cái gia vị rồi giờ tới mashed potato potato salad em làm phải không? Everything em làm. Bà xã làm everything from how no? Not say from the scratch or what? From the scratch. Từ luộc khoai cho tới làm gì là from the scratch. Green beans. Cho miếng cranberry sauce. Cái này cranberry sauce. Rồi. Có gravy nữa nè, trời ơi đầy đủ hết. Đó, that's the gravy. Rồi, tới Ethan đây. Rồi. Bây giờ làm thêm mấy cái gì ở kia ha. Thôi giờ xin chào các bạn, hẹn gặp lại cái video sau. Happy Thanksgiving, Trang. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving, bà ngoại. Rồi Ethan. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Hôm nay cái đầu chưa chỉ kẹp lên rồi 6 giờ sáng bây giờ. Rồi, okay. Giờ chưa uống bia. Rồi. Ethan. Đây. Cheers. Cheers.